tối 3 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, ba nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ghe, lưới ghe xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Theo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc, vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 3 tháng 12. Lúc này, ông Bùi Minh Cảnh, sinh năm 1989, ngụ xã Khánh Bình, Tây Bắc, điều khiển ghe đi đổ dầu để ra biển đánh bắt. Trên ghe còn có 4 thuyền viên. Trong lúc di chuyển, hệ thống máy chính dưới hầm của ghe nổ lớn bất thường, không thể chỉnh ga nhỏ xuống. Một phút sau, máy ghe nổ tung, làm ông Cảnh cùng hai thuyền viên khác bị bỏng. Những người bị bỏng được các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Vụ nổ còn làm nắp hầm ghe văng ra xa, các cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, sườn ghe bị nứt. Theo các bác sĩ điều trị cho ba nạn nhân, ông Cảnh và hai người dân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể. Trong đó, có một trường hợp bị đa chấn thương, đang hôn mê, phải thở máy. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được công an điều tra làm rõ.